Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về cách học châm cứu thế nào cho hiệu quả. Hôm qua mình làm các kênh YouTube với TikTok, hoặc một số bạn ở trên toàn quốc hoặc cũng như nước ngoài có hỏi mình là cách học như thế nào để cho nhớ và cách xác định chính xác và châm thế nào cho đúng. Thì mình cũng xin thưa các bạn là học châm cứu thì quan trọng nhất nó phải là cái quá trình thực hành và xác định đúng nguyệt. Đã đúng nguyệt rồi thì lại phải kỹ thuật châm tốt. Thì trên các cái kênh YouTube của mình hoặc là của tất cả các thầy thì các bạn xem thì nhìn về cách xác định cũng đơn giản hơn, nhưng mà để chính xác hơn thì nó cả là một cái quá trình, và châm như thế nào đúng cách nữa thì lại là một cái cực khó, chúng ta không thể nào thể hiện được cái trên mà quay hình ảnh mà chúng ta làm được. Thì đầu tiên để mà muốn nhớ việc được thì đầu tiên thì các bạn cần phải nhớ cho mình một điều là phải học thuộc được đường đi đường kinh. Cái học thuộc đường đi đường kinh này ấy, thì nhiều người là mới đầu học thì rất là thuộc, nhưng mà thuộc chỉ thuộc độ khoảng một nửa đường đi của đường kinh là chính, còn lại các bạn sẽ quên. Và đa số trong tất cả các bạn học ấy, thì đều kinh phế và kinh đại trường thì mọi người rất là thuộc, nhưng nếu hỏi đến là kinh tâm bào hoặc là kinh tam tiêu, đặc biệt là kinh đởm và kinh vịnh thì hầu như là mọi người sẽ ấp a ấp úng. Thì tại sao lại cái lý do mà lại phải học thuộc đường đi đường kinh? Thì hồi xưa các cụ có một câu là thà châm nhầm huyệt chứ không được châm nhầm đường kinh. Thế khi chúng ta học được đường đi đường kinh và chúng ta chỉ được trên người mình và trên người bệnh nhân, thì tối thiểu nếu các bạn không chính xác huyệt mà trên đường kinh thì cái hiệu quả điều trị của các bạn cũng sẽ có. Thì khi mà cái lợi ích của học được của 12 đường kinh đó thì chúng ta sẽ học đường đi và mối liên kết, nó tạo thành một cái mạng lưới như hệ thống sông ngoài của chúng ta. Thì lúc đấy chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa là tại sao châm huyệt từ xa hay châm trên một kinh khác mà lại điều trị một cái đường kinh khác, thì thế chúng ta mới nắm được. Mấy cái thứ hai nữa là khi chúng ta học thuộc đường đi đường kinh thì các bạn chú ý này, đường kinh thì nó cũng giống như cái con đường của chúng ta đi ấy. Thì có ổ gà, ổ voi, thì mỗi một cái huyệt đó cho chính là một cái hố nõm. Nếu chúng ta vuốt theo cái đường đi đó thì rơi vào điểm nõm thì đấy là huyệt. Mặc dù cũng có thể là các bạn cũng chưa nhớ tên huyệt lắm, thì chúng ta vuốt vào điểm nõm khi vuốt trên đường kinh. Nếu muốn vuốt được ấy, thì cần cái lực và cái độ cảm nhận tay của các bạn phải có thì các bạn vuốt được. Như mình thì làm trong hơn 15 hành nghề, và đặc biệt là mình đi lên từ xóa bóng huyệt lên, cái tay của mình cảm nhận tương đối tốt, có người vuốt được có người vuốt không. Khi chúng ta vuốt như thế thì 100% là huyệt vị là các bạn sẽ chính xác. Sau đó các bạn cứ áp dụng lấy thước đo thì 100% chuẩn. Thế thì do vậy là cái mục tiêu học thuộc đường đi đường kinh nó là như vậy. Thứ hai nữa là các bạn cần phải lắm mốc cái mốc các cái điểm tự nhiên của cơ thể chúng ta. Và ví dụ như là huyệt ấn đường của chúng ta là giữa cung lông mày thì nó là đơn giản rồi, nhưng tại sao lại phải thuộc mốc của chúng ta? Có thể là lấy một vị trí của một huyệt trên đường kinh khác để chúng ta xác định cái huyệt mình cần xác định, thì như thế nó rất là nhanh để chúng ta có cái tư duy linh động. Thế nên do vậy là đa số ví dụ như mình cái giai đoạn đầu mình mới nhập môn châm cứu mình cũng vậy thôi. Đặc biệt là các bạn chú ý là xác định huyệt ở trên các vùng ngực này, ngực bụng này, hoặc là huyệt ở sau thắt lưng, nhất là vùng bát liêu, các bạn rất là khó khăn trong cái vấn đề là xác định thế nào là cho nó chuẩn. Thì với được như vậy thì các bạn cần phải là nhìn rõ trên cái hình ảnh cuốn atlas huyệt, chúng ta phải dựa vào các cái mốc tự nhiên đó để chúng ta quy chiếu ra huyệt nó ứng với huyệt nào và chúng ta đo ra thì nó sẽ rất là nhanh. Và quan trọng nhất là chúng ta trở thành một cái người mà châm cứu thành thục mà nhanh thì đầu tiên các bạn phải chậm, các bạn phải đo chính xác cho mình, cứ học được huyệt nào chắc huyệt đấy và xác định cho chính xác. Sau đó chúng ta phải đo khoảng cách theo tốn xương. Chúng ta ví dụ như là mình lấy này, cái cẳng tay này của chúng ta từ cổ tay đến khuỷu tay là 12 thốn này. Thì các bạn phải làm thế nào được? Chỉ cái là phải đúng trung điểm. Thì các bạn lấy thước đo thì nó phải là 6 thốn chia ra 12, hoặc chia ra 3 phần nào các bạn phải căn như thế và các bạn lấy thước đo chuẩn. Thì nếu các bạn tập trong một thời gian thì cái xác định cữ, gọi là cữ tay của chúng ta sẽ xác định rất là chuẩn. Cái thứ ba nữa là châm cứu thế nào là đạt hiệu quả. Thông thường mọi người vào thì mọi người cũng chỉ chú trọng đến châm là chính, chứ mọi người rất ít khi để ý đến cảm giác châm của người bệnh.
mới đầu nói thật các bạn là khi mà mới học châm, châm được qua da cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà để đạt được cái độ khí hay không thì như các học viên của tôi khi châm thì tôi nói luôn là kim này là chưa chưa có thần, tức là châm nào nó vững chắc hay không, mặc dù bạn ấy nhìn rất là vững chắc thì sau đó mình chỉ ra là thế nào gọi là có thần của kim. Thì cái này thì phải quá trình học nhiều và chúng ta châm nhiều chúng ta sẽ cảm nhận được. Thế thì mình khái quát lại là muốn học về châm cứu tốt thì đầu tiên các bạn cần phải thuộc đường đi đường kinh, thứ hai là thuộc cái mốc giải phẫu tự nhiên, dựa vào đó để xác định chính huyệt mình cần xác định và các huyệt lân cận. Cái thứ ba nữa là các bạn chú ý là để ý đến cái cảm giác giác châm, mà đặc biệt là nếu chúng ta tra cứu được thêm tài liệu về cái tác dụng tên của huyệt suy ra tác dụng thì nó rất là tuyệt vời để giúp cho các bạn nắm rõ được về về các huyệt đó và cái tính năng của nó, công dụng thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Nên mình xin hết.